là bằng một cách nào đó, mọi chuyện may mắn nó cứ nối tiếp nhau mãi mãi chẳng ngừng. Và phía trước mỗi sự may mắn đó thường là một nỗ lực nào đó, hoặc là một việc làm tốt đẹp nào đó xảy ra. Chào các em, chào mừng các em đến với chuyên mục chuyện kể LRG của Hoàng LRG English. Trong câu chuyện ngày hôm nay, thầy sẽ chia sẻ về bí mật của may mắn. Có lẽ trong cuộc đời ai cũng có lúc thấy mình may mắn hoặc là thấy mình không may mắn. Có khi ta lại than trách số phận, sao mình kém may mắn thế? Vì sao mà cơ hội lại mãi không đến với mình? Có khi ta lại trách người ta, sao không cho mình cơ hội? Ở đây thì thầy chia sẻ một vài lần thầy may mắn và điều đã xảy ra trước khi may mắn đến. Khi thầy tốt nghiệp đại học ra trường thì thầy khá là may mắn trúng tuyển ở một tập đoàn đa quốc gia và được đi làm ở nhiều nước với công việc mà mình yêu thích. Thực ra trước khi điều đó xảy ra, khi còn là sinh viên thì thầy đã dành khá là nhiều thời gian để nghiên cứu ở trên hệ điều khiển của công ty và để học tiếng Anh cho tốt và nghiên cứu, nên thầy được anh phụ trách giới thiệu vào công ty đó. Trước đó nữa thì thầy khá là may mắn vì thầy được nhận lên trung tâm nghiên cứu của trường để nghiên cứu hệ điều hành của công ty. Rồi sau đó thầy lại được trung tâm cử đi nhà máy nhiệt điện để thực tập quá trình thực tế. Trước khi cái điều may mắn ấy xảy ra thì cả nhóm của thầy đã có thời gian làm việc cộng tác phiên dịch cho trung tâm công nghệ cao của trường, vậy nên mới may mắn có được quan hệ để xin vào thực tập ở đó. Nhưng mà trước khi cái điều may mắn ấy xảy ra thì nhóm của thầy lại may mắn được nhận vào làm cộng tác viên dịch thuật với trung tâm của trường, trung tâm high tech của trường, trong dự án nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng. Thực ra ở thời điểm mà được vào làm phiên dịch ở đó thì cả nhóm của thầy vừa vui mà lại vừa sợ, vì trung tâm lại giao cho cả vạn trang tài liệu vào đúng đợt kỳ thi học kỳ rất là quan trọng. Thế nên cả hội cứ vừa dịch vừa lo, căng mình ra làm, tập trung ở nhà một người để làm. Thế rồi tiến độ vẫn chậm quá, thế là cuối cùng thầy phải bỏ học ở trên trường. Không phải bỏ học cả đâu, mà là thầy nghỉ khoảng độ 2 tuần không đi học được ở trên trường. Thầy phải nghỉ cả ôn thi để làm cho xong việc, để còn giữ uy tín với họ. Lúc ấy thầy chỉ nghĩ đơn giản là thi thì có thể thi lại được, còn cơ hội này thì có thể sẽ không bao giờ quay trở lại cả. Nhờ thế mà mới làm xong được việc và có uy tín và được nhận vào làm phiên dịch ở trung tâm đó. Thực ra thầy may mắn trúng được vào làm cộng tác viên dịch thuật ở đó là vì trước đó lại có điều may mắn khác xảy ra. Trước đó thầy đã có được một chút kinh nghiệm dịch thuật kỹ thuật rồi, vì thầy có thời gian làm cộng tác viên cho trung tâm sách và dịch thuật Bách Khoa. Ngày ấy thì nó đặt ở cạnh cổng Parabol. Ngày đó thì người giỏi tiếng Anh thì thường lại không giỏi kỹ thuật, mà người giỏi kỹ thuật thì thường lại không giỏi tiếng Anh. Thế nên thầy quyết định sẽ phấn đấu có được cả hai điều ấy bằng cách thử dịch tài liệu kỹ thuật. Thời gian ấy thì thầy đã gõ cửa khá là nhiều trung tâm dịch thuật ở Hà Nội. Thế nhưng mà thường thì thầy đều nhận được lời từ chối. Mỗi nơi thì người ta từ chối theo một cách khác nhau. Bạn bè thì bảo thầy là thôi, mày đừng có phí công nữa. Có lần trong lúc thầy tuyệt vọng thì thầy mới nói với bác chủ trung tâm dịch thuật ở trên đường Hai Bà Trưng là: bác ơi, bác hãy cho con cơ hội đi. Bác hãy thử kiểm tra năng lực của con rồi hãy quyết định bác ạ. Thế nhưng mà bác ấy vẫn cứ lắc đầu từ chối. Con ạ, tài liệu của bác liên quan tới sự an toàn của nhà máy.
tới hoạt động hay là sự cố của nhà máy. Liên quan tới tính mạng của con người, nên bác không thể giao cho người chưa có kinh nghiệm như con. Lúc đó thì thầy mới hiểu được tầm quan trọng của việc dịch tài liệu kỹ thuật. Và thầy cũng cảm thấy buồn buồn vì mình không có được kinh nghiệm đó, mà cũng không có được cơ hội để có được cái kinh nghiệm ấy nữa. Thế là thầy nghĩ là thôi, chắc là chả xin được ở đâu đâu. Chắc là phải bỏ cuộc thôi. Thế là thầy lủi thủi chào bác rồi ra về. Nhưng mà may mắn là bác ấy lại gọi thầy lại và nói với thầy một câu bằng ánh mắt long lanh. Đó là: "Con ạ, con bằng tuổi con của bác, nhưng con năng động hơn nó nhiều. Cố gắng phấn đấu nhé con." Ôi, chỉ một câu nói nhỏ nhỏ ấy thôi mà thổi bùng lại niềm hy vọng đã tắt ngúm của chàng sinh viên năm thứ tư đại học. Thế là thầy lại thấy cuộc đời trở nên đáng yêu hơn, cuộc đời lại phơi phới, và thầy lại lên đường để đi xin làm dịch tài liệu kỹ thuật, để rồi lại bị từ chối. Rồi thầy lại đi xin chỗ khác, lại bị từ chối, lại xin chỗ khác, rồi lại bị từ chối, cho đến một ngày khi thầy đang định bỏ cuộc, thì lúc ấy đang đi lang thang ở trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, thì chợt nhìn lên trên thấy có trung tâm sách và dịch thuật Bách Khoa. Thầy nghĩ, ồ, hay là mình thử vào ở đây xin xem sao. Thế là may mắn thầy được nhận. Thầy vẫn còn nhớ là bác giám đốc hồi ấy là tên là bác Lập, khá là khắt khe và sau cặp kính nghiêm nghị. Thế nhưng mà sau một vài lần khi thấy mình làm tốt và đúng hạn, có uy tín, thì công việc khá là thuận lợi. Hồi ấy là phần lớn các tài liệu thể dịch là nó về tài liệu viễn thông 2,5G và 3G. Thực ra thì may mắn có được cái động lực để tự mình đi xin việc dịch tài liệu là vì trước đó có một cô bạn giới thiệu cho thầy một mối dịch thuật vài trăm trang tài liệu kỹ thuật là một cái máy laser nào đó của công ty CDC. Thầy dịch mất khoảng độ một tuần thì xong, và thầy nhận được một khoản tiền nhiều hơn cái lương gia sư rất là nhiều. Tại lại có được thêm cái cơ hội để trau dồi kỹ thuật để giúp cho công việc. Thầy may mắn được cô bạn đó giới thiệu cho mối dịch tài liệu ấy là vì trước đó lại có chuyện xảy ra. Trước đó có lần thầy thấy cô bạn đó gặp khó khăn trong việc học tiếng Anh. Thế là thầy lại bảo là: "À, cậu khó khăn ngồi lại tớ giải thích cho." Và thầy dành cả buổi chiều hôm ấy để giải thích cho cô về những điều cô chưa hiểu. Và thầy may mắn được biết cái cô bạn gái ấy là vì trước đó lại có những điều may mắn khác xảy ra. Nếu mà thầy cứ kể như vậy thì nhiều lắm, chẳng bao giờ hết cả. Chuyện còn dài nữa, và còn rất là nhiều lần thầy may mắn trước đó, và mỗi lần lại nối tiếp lần tiếp theo cho đến tận sau này. Có thể là thầy sẽ chia sẻ tiếp vào một dịp khác, nhưng mà thầy thấy là bằng một cách nào đó, mọi chuyện may mắn nó cứ nối tiếp nhau mãi mãi chẳng ngừng. Và phía trước mỗi sự may mắn đó thường là một nỗ lực nào đó, hoặc là một việc làm tốt đẹp nào đó xảy ra. Vậy nên nếu một lúc nào đó các em thấy rằng mình không may mắn như là mình mong muốn, thì hãy thử nỗ lực một chút xem, hãy thử cố gắng một chút xem, hãy thử làm một việc gì đó tốt đẹp xem, thì những điều đó có thể sẽ tiếp nối tạo thành một chuỗi may mắn mãi mãi không ngừng trong suốt cả cuộc đời. Ok, tạm biệt các em. Thầy Hoàng của Ology English, chuyên mục chuyện kể Ology.